xin chào cả nhà nhé. Thì hôm nay thì anh em mình đi quấn lưới trọng nha cả nhà. Thì hôm nay anh Toàn với anh Trầm với Danh ở nhà đạp tôm tích, còn mình đi theo anh Trọng quấn lưới cá sủ. Thì xuống những mét lưới đầu tiên. Nghe cả nhà. Ba cần câu máy thử coi có gì không. Thì bắt đầu kéo lưới nha cả nhà. Vàng đầu tiên kéo nửa vàng rồi chưa thấy gì trên cả nhà. Ý con cái gì? Ý con cá sủ bự lên trong được cái trăm ba cả nhà. Con được cái nghe cả nhà lên nó không có kêu. Có hương phấn rồi liền ha. Cái gì? Một con sủ dâm nghe cả nhà. Này chắc tính đầu con quá. Ôi cỡ này làm cái 20 cũng được ha anh đâu. Được một con nữa nghe cả nhà. Nửa vàng lưới được 2 con rồi, tính đầu con đi. Giấy à, giấy móc mang à. Ăn Tết hả? Móc mang bự bự ăn Tết hả chị? Vô cái gì vậy? Vô cái bọc hả? Ý cỡ bằng con bự nãy không? Cái này cái được hả? Nó chạy sát đồi luôn cả nhà. Ồ, kêu đó, con này nó kêu rồi. Thấy không? Tính đầu con rồi, thấy không? Ba con rồi đó. Hôm nay cá chạy sớm ha.
nó cúng dừa kéo dàn này còn hai dàn, còn dàn kia để ngã mà đâu sợ. Cỡ đó làm có 20 con là được rồi. Cá bự chút xíu chứ. Đây thì không có camera man thì nhí thay thế camera, thì có gì sai sót thì cả nhà thông cảm cho nhí nha. Sắp hết rồi nghe cả nhà, không biết sao nữa, còn nó khoảng 20 mét lưới nữa, không biết kết quả sao. Hết chưa? Hết vàng thứ nhất nghe cả nhà, tiếp tục đi kéo vàng thứ hai, tiếp tục kéo vàng thứ hai nghe cả nhà. Móc mang các bạn ơi, móc mang to to cái kia, nãy giờ móc mang vậy cũng chưa được bự quá. Quá trời sủ dâm nữa nha cả nhà, cũng cỡ nửa ký à. À, này tính đầu con ngon rồi nồi nữa. Để lên cái liền chạy. Này vàng này chắc có hy vọng, mới vô lụm liền mà. Chừng lên con bự á. Gắt hay vậy? Ê! Sủ Nhi! Nay nó tính đầu con mà! 20 con cũng được nữa. Nay cái móc mang mà sao mình tính đơn vị đầu con không à cả nhà? Nãy giờ tính đơn vị đầu con không à? Từ từ anh. Cái gì? Trời ơi, Sủ Nhi nữa cả nhà. Hôm nay mình đi kiếm móc mang mà sao kêu tính từ con, tính đầu con không chết luôn à. Nữa. Nào phải quýnh lưới nhỏ rồi, nãy em giới thiệu 4 vàng rồi mà đánh có 3 vàng rồi. Không ngờ bữa nay nước ngon luôn. Vô tình. Này đón nước bị thất thủ rồi cả nhà. Chưa rồi. Mà chưa có biết, mình mới có 1.500. Còn tới 1.500 nữa. Trời ơi, cân lớn không phải cân lớn mà sủ bự không phải sủ bự. Bữa nay vô rồi cả nhà ơi, vô bầy rồi. Rồi cũng có cũng được rồi, vô bầy cá sủ mà không được bự. Đi kiếm móc mang mà cái này bóp đầu không cả nhà. Ơi, phình lên kìa. Im. Bước lên. Cái được cái. Rồi, cũng 3 kg ha. Trời ơi, cuối cùng cũng thu hụt được cá bự này cả nhà. Đó. 3 kg à.
thấy không, cuối cùng cũng thu phục được cá bự đó mà. Không em không có bự. Ủa, chiếc này móc mang được rồi. Thấy vậy chứ chị hết mệt đó anh chồng ơi. Thấy khỏe cho mình liền rồi đó chưa. Uống miếng cà phê cho khỏe đó chưa, thấy không. Hết mệt liền. Máy thì dục bên về nhà gỡ rồi nha. Cắt cái 3 kg nghe cả nhà. Đây. Con từ nãy giờ 7-8 con này. Nãy giờ gần chục rồi. Rồi chưa thấy móc mang. Này móc nhẹ nhẹ. Này móc nhẹ nhẹ cũng được đi. Nãy giờ trông muốn chết luôn à. Hết với đường gỡ. Kéo lên mà nó không kêu ha. Phải kêu mừng biết mấy ha. Kêu lớn lắm rồi. Kêu ụt 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 đồ này. Kéo lên là không kêu gì trơn à. Cá cái mà. Thôi cũng được đi. Kêu thì chơi. Mày không kêu thì được 4-500. Kêu thì có bia. Không kêu thì uống rượu trắng hả à. Nó chơi nghe cả nhà. Vui. Kéo mà ở sao mà trước thấy nó phình trắng tư. Góc này nè. Ngay luôn hả? Đó. À, tiếp tục thôi cả nhà ơi. Cũng gần hết lưới miếng vàng thứ hai nha cả nhà. Đây cái cờ sắt bên. Bắt đầu kéo dàn lưới cuối cùng nha cả nhà. Không biết kết quả sao đây. Thấy con này cũng hơi nhiều rồi. Lên đầu lưới con cái gì vậy? Con gì? Cái là cái đây. Úp 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 nghe cả nha. Cái gửi. Trời trời kêu dữ à. Đó, cả nhà nghe không? Úp 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 úp. Mới nhắc cái đực. Có tương lai. Đây cũng sẽ làm. Bả này bả nó muốn đâu được. Cái gì? Ê, đâu lúc chi dừng chì vậy em? Một em cá sủng nữa cả nhà. Vàng này đựng con cá sấu đực. Con cá sấu dâm. Đây, một con cá sấu chỉ nắm đang gờ. Cắn. Nó cắn vô trong lưới luôn nè. Thì cá không cắn sao mà dính. Đây. Thêm một em nữa. Còn có nữa mà bự nhỏ thôi. À. Trời.
vậy? Nữa hả? Xỉu dâm nữa nghe cả nhà. Này tính móc mang mà nói này tính tụi con không. Này vô chổng gần tới trời rồi cả nhà. Anh chắc móc mang con. Trời ơi. Sao kỳ vậy? Sao nghe ụt ụt bự lắm à? Quá trời rồi, bữa nay trúng bày rồi. Tính đơn vị con chứ không phải mà móc mang. Nãy giờ cũng bộn á. Nay quýnh vàng lưới nhỏ thì biết ha. Biết trước vào rồi. Tôi chưa tính hơi nghe nước kìa. Sợ nước bọc. Thôi, hết lưới nghe cả nhà. Thôi mình về thôi. Về bến mình sẽ coi đếm đơn vị con ở đây anh chọn được nhiêu con nha. Ghê chưa? Ghê chưa? Đó, quá trời. Bốn không? Bốn rồi hả? Bốn rồi. Năm cũng bự bự không à chứ nói nhỏ vậy. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Còn không? Còn. Mười. Mười. Quá trời bữa nay dính đồng con rồi. 11 nè, còn con nữa. Ừ. 12 nè. Bữa nay em dài vợ với ghế quá rồi. 12 con, 3 con bự. 3 con bự hả? Nè, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con. Rồi để đẻ. Ừ. Có con bự đó nó có chữa hay gì bụng dữ rồi. Nè hả? Con kia kìa. Con này con cái. Con này con đực mấy kia. Con này đực không ta? Con này đực nè. Đực vô 2 ký chưa? Rưỡi hả? Nên con đực á. Đực rớt. Rớt. Rớt hết rồi. Bữa nay được nhiêu? Một ổng có nhiêu? 11. 11 hả? Tính rồi chứ. Ngon. Im rồi. Tránh sóng mà cũng được. À, video của Trọng thì rất mong cả nhà thông cảm là không có món ăn nha. Tại anh Trọng ảnh là nghề của ảnh tháng anh đi được có mấy ngày à, cho nên là ảnh là anh em mình đi quay để cho nhà xem những cái cảnh săn bắt ở dưới miền Tây thôi à. Thì rất mong cả nhà thông cảm để anh Trọng đi bán đi kiếm kinh phí nè, để lo cho chị Nam với mấy đứa em. Chị Nam cho đi quay YouTube. Anh em mình xin dừng video tại đây cả nhà ơi. Nếu cả nhà có yêu mến anh em mình á và thích bông bông săn bắt, và nhớ cho anh em mình một like và một lượt đăng ký nha.